bạn. Thì hiện tại bây giờ là ai cũng có một chiếc xe riêng để mình di chuyển, nhưng mà đôi khi á, cái bao tay lái zin của xe mình á, nó không có được êm ái cho lắm, và hoặc là nó quá mềm, giống như là nó quá mềm và khi mà mình đi trời mưa á, thì nó lại trơn trượt, nó khiến cho mình rồ ga, nó không có chắc chắn. Chính vì vậy mà mình nên thay cái tay lái zin của mình bằng một cái loại tay lái khác. Và mình mới vừa mua được một cái bao tay lái rất là ưng ý và cũng như rất là êm. Và em nó đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Đây là hai cái bao tay lái của mình. Nhìn bề ngoài thì nó khá là bự đó, nhưng mà khi mà mình gắn lên trên chiếc xe của mình đó, thì đảm bảo luôn là sẽ cầm rất là vừa tay. Về cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp nữa. Và một cặp như vậy bao gồm sẽ có hai chiếc, và một chiếc sẽ có một cái lỗ nó to hơn một chút xíu, do là cái chỗ này để cho mình gắn cái ống tay ga đó. Đó, nên là cái lỗ bên đây á, nó sẽ to hơn một chút xíu. Đây. Về thiết kế của cái này á, là nó được làm bằng cao su mà cái loại gel á. Gel tức là khi mà mình bóp vô nó sẽ không có cứng ngắc như cái cao su thường, mà nó sẽ mang lại cái độ bám tay cũng như là rất là êm. Thật sự luôn là rất là êm. Khi mà mình gắn lên á và mình cầm tay lái đi. Đó, thì khi mà mình lái xe này kia á, nó sẽ êm lắm. Và nó rất là bám tay bởi vì nó có những cái thiết kế, những cái vân vuông vuông như vậy nè, rất là nhiều luôn, dọc theo hết luôn cái bao tay lái của mình. Đó, thì đây là bao bên phải và đây là bao bên trái. Hai cái bao thì nó cũng y chang nhau thôi, chỉ có điều là một cái lỗ là nó hơi bự hơn một chút xíu, do là để mình gắn cái ống tay ga. Nó cũng nhẹ nữa, nó không có quá nặng đâu, nhưng mà cái điểm nổi bật của nó là thật sự là nó rất là êm luôn. Khi mà mình bóp vô như vậy nè, nó êm lắm, và khi mà mình cầm á, mình bóp vô á, cảm giác nó rất là êm, nó rất là bám tay nha, nó không có bị trơn trượt, nên mình có thể sử dụng khi mà trời mưa. Đó, sử dụng khi mà trời mưa thì khi mà mình đồ ga này kia nó sẽ không có bị trơn trượt và tạo nên cái cảm giác khó đồ ga của mình. Ở đây thì nó cũng sẽ có ốp hai cái thanh, gọi là hai cái thanh nhôm, nó bằng nhôm. Không phải nhôm đâu, làm như là bằng nhựa đó, nhưng mà nó làm giả bằng cái vân carbon nè, rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang. Và cái này thì nó có nhiều màu nhưng mà mình thích cái màu đen hơn, và cái cao su của nó cũng dày nữa, nó rất là dày luôn. Nó có nhãn hiệu Honda, không phải có hãng Honda bán đâu, nhưng mà cái nhãn hiệu nó vậy thôi, giống như là nó in lên vậy đó, nó in lên như vậy cho đẹp. Thì khi mà mình tháo cái này ra thì ở đây nó cũng sẽ có một cái ngấn nè, đó, nó sẽ có một cái gồ lên để khi mà mình gắn vô nó sẽ giữ và không có bị sọc sệt trong quá trình mà mình sử dụng. Và khi mà mình mua cái này á, nếu mà mình không gắn được thì mình có thể đem ra khi mà mình đi thay nhớt xe này kia, mình có thể yêu cầu thợ sửa xe gắn giùm mình, và họ cũng sẽ tính thêm tiền, giống như cái tiền công, nhưng mà thật ra thì cái tiền công cũng không có đáng bao nhiêu. Đó, nó sẽ rất là đẹp. Đây là cái màu đen chủ đạo và có những cái đường vân đen bạc, giống như cái vân carbon vậy đó,
nhìn về tổng thể nó khá là sang trọng, nhìn nó rất là sang trọng luôn và nó đẹp mắt nữa. Cái tay lái này á, nó sẽ bự hơn so với cái tay lái zin của mình, bởi vì bự hơn như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp cho mình nắm bắt này kia tốt hơn, nhất là đối với những bạn tay to đó, thì như vậy á, nó sẽ ôm tay của mình và cái cảm giác lái mang lại nó sẽ đầm hơn rất là nhiều so với cái bao tay zin của hãng. Đó, chỉ vậy thôi.